mới đây thì cách đây 2-3 ngày cũng có một anh thanh niên bơi rất là giỏi nha, nhưng mà chủ quan lội qua cái con suối này. Lội qua thì được, khi mà quay về thì nước rất cuốn ha. Ngày sau biết tìm được xác và khu vực vớt xác thì ngay chỗ này nha. Hôm bữa đó cách này mấy bữa nè, có cái anh kia lậu giỏi lắm, nhưng mà tụt chân cái là nước nó cuốn đi luôn. Ngày sau phải lật được xác, nước nó đang đẩy đi, nước mạnh lắm luôn, chịu rồi đây. Biết lậu giỏi thế nào lỗi thế là nó đẩy đi hả? Thế là đồng hồ điều khiển xả nước đúng không? Hồ điều khiển xả lọc hồ nó trên kia cơ, nhưng mà ở đây là cái suối gọi là suối Trúc. Cái gì? Suối Trúc à, tiếng đây cũng gọi là khu du lịch nè. Cái bình thường nó có mạnh như thế không? Không, bình thường thì nước sâu dưới đó có đáy lợp chợm dưới đó đó, đá dưới đó đó, đá lợp chợm. Nay là đang xả bao nhiêu, bao nhiêu nhiêu lần xả có thông báo nhiều quần lắm, tức là khi xả là thông báo luôn, có thông báo chứ, xả là có thông báo. Chạy rất mạnh luôn. Cá nè, quá trời cá luôn. Cá lồng hồ dù tiếng tắt lên nè mọi người. Đó. Đang thả lồng hồ dù tiếng. Nước mênh mông luôn. Đây, cá. Cá nó chui vô mấy cái ống nhựa này, cái trình quá trời đất. Bên này nữa nè, mấy con cá chà bá lửa luôn. Qua bên đây tôm. Tôm sông nha, này là tôm sông, tôm càng xanh, tôm sông. Đâu có gì đâu, nghe chỗ này phải không? Nãy thấy cá nó nhảy lên quá trời mà. Thấy cá nó nhảy cao lên trên bậc đá đó đó. À cá nhảy lên, cá gì? À cá nhảy. Ôi nó nhảy lên hả? À, nãy thấy mấy con nó nhảy lên. Để nó nhảy lên quay rồi. Đâu? Đó đó, thấy không? À, nó nhảy lên kìa. À. Cái nhảy hả? À, nó nhảy lên. Đó 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 kìa. Trời. Nhảy cao cả 2-3 mét luôn ấy chứ. Đó đó kìa. Trời ơi, cá nhảy lên đẹp kìa không? Quay đúng không? Này quay, quay này không? Quay cho nó lại. Anh được cái chung rồi. Đó. Đó tổ con chà bá. Đã em. Quá đẹp. Chỗ này là quán núi lở. Mình ngồi ngay trên kia là thấy cá cha con chà bá. À, kia nước trắng khó luôn. Nước chảy trắng xóa nè mọi người. Đây là vị trí quán núi lở Dầu Tiếng, xã Định Thành, quận Dầu Tiếng. Nay lòng hồ Dầu Tiếng đang xả nước, cho nên là nước rất là nhiều. Bình thường thì nước ít lắm, nhìn sâu dưới đó toàn là đá. Hôm nay là sao bên kia có gì kia, giống xác chết hả? À? Ghê hả? À? Cái gì vậy đó, tập bùng một bùng vậy đó.
ở khu vực này thì cũng có nhiều trường hợp là đuối nước rồi nha mọi người. Mới đây thì cách đây 2-3 ngày cũng có một anh thanh niên bơi rất là giỏi nha, nhưng mà chủ quan lội qua cái con suối này, lội qua thì được, khi mà quay về thì nước rất cuốn ha. Ngày sau biết tìm được xác và khu vực vớt xác thì ngay chỗ này nha, ngay tại vị trí này. Cho nên là mọi người đừng có chủ quan với nước nha, kể cả mình lội giỏi như thế nào đi chăng nữa thì khi mà nước chảy xiết như thế này là tuyệt đối không được xuống nha, rất nguy hiểm, nước chảy rất mạnh. Xa xa bên kia không biết cái gì đó đỏ bên kia kìa, đó cái phao cái gì đó đỏ bên đó, thấy ghê quá, nó dướng ở trong cái cây đó nó không ra được, nước chảy rất mạnh luôn. Đây là các món cá nè, quán núi lở, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, đủ các loại cá ha, cá sông, cá lồng hồ Dầu Tiếng. Thank you.